Hai nguồn sông. Thì sao nó có tên đó, nó có nguồn sông ha. H286 ha. Thì đây là cái mẫu mạch dạng mới nè ha. Ba mới ha. Bát đánh mạnh ha. Cơ mượt ha. Thì đối với sình mới này thì âm thanh nó tốt hơn rất là nhiều ha. Tốt hơn rất nhiều. Có chỗ lắp cho mình lắp nháy theo nhạc 2V này ha. Đó. Cho phép mình lắp micro không dây này. 5V hoặc 8V đều được nha. Mình đang lắp với micro 8V này. Đây. Đó. Có nghĩa là ngõ ra 5V thì nó cơ động, nó cho phép mình lắp mic 8V, 5V đều được hết ha. Đây 5-9V này. Đó. Cao 5-9V. Đây, thì đây nó có guitar eco đầy đủ hết ha. Micro này, guitar này, midvolt eco, bass chép ha. Có kết nối được với TV nè ha. Thì đối với mẫu mạch này công suất 80W cho phép mình tải lò 3 tắc đơn hoặc là 2 tắc đôi ha. Đang test trên lò 3 tắc này ha. Cái bass 3 tắc, cái chung, cái chép ha. Chép 250, chung 16, bass 3 tắc. Ghê. Đây, mình thử tiếng micro cho các anh em, tiếng eco thử nó có tốt hay không ha. Tiếng eco đã tốt hơn rất là nhiều rồi, so với mặt cũ. Mình thử cho các anh em. 1 2 5 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
Thì nếu mà có bình thì mình cắm vô, cắm điện nguồn 220 đã sạc ha. Đó. Còn cái chấu này là để chi? Mình dự phòng nguồn sung sử dụng là bị lo ngại nó bị hư đi. Đó. Thì mình cắm ATR bên ngoài. Đó. Cắm ATR bên ngoài. Đó. Nguồn sung này. Thì đây mình thiết kế mang tính dự phòng cao cho các anh em, khi nào mà mình hư thì mình dễ sửa chữa ha. Tháo nguồn sung ra. Đầu tiên mình nếu nguồn sung bị hư mình phải tháo nguồn ra trước cái đó. Rồi mới kết nối với adapter. Đó. Cao. Rồi, bây giờ mình thử cái phần nhạc cho các anh em ha. Rồi mình thử nhanh cho các anh em thôi ha. Rồi. Này dạng lập trình nè, ha. Chỉnh thay đổi số nè, ha. Lập trình nè. Đây. Ha. Lập trình. Ok, thử tiếng lại tiếng micro cho các anh em nữa nè. Thôi cô nó tốt lắm ha, ông mới thì cái mỏ mạch này thì mình đã bán cũng khá lâu rồi. Tuy nhiên là mỗi ngày thì cái bo mạch nó bên trong nó sẽ thay đổi ha. Do vậy là chức âm thanh cao kênh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều rồi. Tốt hơn rất nhiều rồi. Ok, kết thúc video tại đây.